chưa bao giờ là người xinh đẹp nhất, chưa bao giờ là người dịu dàng nhất trong căn phòng, và họ chưa bao giờ nhìn vào mắt em đầu tiên. Chưa bao giờ là người quan trọng nhất, chưa bao giờ là người mà mọi người sẽ luôn mong chờ, và họ chưa bao giờ trò chuyện với em đầu tiên. Bức tường này ngày càng dày hơn, chiếc giường này chỉ là giường đó. Anh yêu em thật lòng đúng không? Anh mong em thật nhiều đúng không? Anh mong anh sẽ hiểu rằng em rất khó để yêu. Khi ta chung một đường với nhau, em thương anh nhìn trong từng giây lâu. Em mong anh sẽ hiểu rằng em rất khó để đời họ luôn quay lại, chẳng hề biết được vì sao. Anh có thể là người quan trọng nhất, anh có thể trở thành người đặc biệt nhất trong cuộc đời này nếu không ai làm bạn với em đầu tiên. Bức tường này chờ người đến, phá vỡ giường này đợi người nằm